đó đã nói, đọc một quyển sách, tìm muôn dặm đường. Sách là cái cửa dẫn đến thế giới của trí thức, sức tưởng tượng và khám phá không giới hạn. Em là Vũ Xuân Trường Phong, học sinh lớp 3Y, trường tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Em rất yêu thành phố Hà Nội, nơi em được sinh ra, đang sống cùng gia đình và học tập tại đây. Em đã được bố mẹ đưa đi chơi quanh thành phố rất nhiều lần, được nghe rất nhiều câu chuyện hay về Hà Nội. Nhưng có một cuốn sách đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng sâu sắc, đó chính là cuốn sách Hà Nội ngàn năm ký ức. Cuốn sách của nhà xuất bản Kim Đồng sản xuất theo dạng sách pop-up, tranh nổi khiến người đọc vô cùng thích thú. Cuốn sách chỉ gồm 22 trang, cũng khác nào một triển lãm nhỏ với 11 bức tranh. Một tác phẩm lần lượt đưa người đọc đến với 11 địa danh nổi tiếng và đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Hình ảnh em họa bên trong sách không chỉ đẹp mà rất gần gũi với màu sắc tự nhiên tươi sáng. Các di tích đều được dựng thành tranh nổi sống động, thông tin ngắn gọn nhưng xúc tích với lời văn mềm mại, đưa chúng ta vào một hành trình khám phá thú vị. Bạn sẽ được thăm hoàng thành Thăng Long với câu chuyện vua Lý Thời Đỗ năm 1010, Hầm Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam với câu chuyện về quê Văn Giáp, biểu tượng của thành phố Hà Nội. Hầm khu phố cổ với nền văn hóa ẩm thực người Tây đã phát triển từ khoảng thế kỷ 11 đến 13. Thăm Lăng Bác, nơi có trồng 79 cây vạn tuế, tượng trưng cho 79 tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những câu chuyện làm em nhớ mãi là câu chuyện về cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội còn có tên gọi khác là Kỳ Đài, nằm trên đường Điện Biên Phủ. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Vào thời khắc đó, quân dân Hà Nội được chứng kiến lá quốc kỳ tung bay trên ngọn tháp cao nhất của cột cờ Hà Nội. Kể từ đó đến nay, lá cờ đỏ sao vàng vẫn luôn hào hùng phấp phới dẫn lên trời thủ đô, để bất cứ ai đi qua ngước nhìn cũng đều nhớ về một thành phố hơn 1.000 năm tuổi với truyền thống và lịch sử và văn hóa đầy huy hoàng và tráng lệ. Cuốn sách không chỉ là một bức tranh về kiến trúc, lịch sử và văn hóa của Hà Nội mà còn là một hành trình đi qua những dấu vết của thời gian. Đây là một cuốn sách không thể thiếu đối với những ai yêu thích và muốn hiểu sâu hơn về Hà Nội, một trong những điểm đầy ấn tượng và đặc biệt của Việt Nam. Cuốn sách là cầu nối giúp em hiểu hơn về thành phố nơi em đang sinh sống, sẽ thêm yêu hơn thành phố này, càng thêm yêu và tự hào về văn hóa, truyền thống của đất nước. Hi everyone, let's read the amazing book Reminded Senses of Thousand Years. This book is a pop-up adventure that shows us the exciting 1,000-year story of Hà Nội, Vietnam's capital. Come along as we wander through Hà Nội's old busy streets. Visit cool ancient temples like Trần Quốc and Quế Văn Giáp. See the awesome Long Biên Bridge and check out the pretty Hoàng Kiếm Lake. Imagine finding out about Sword Lake, all through fun pop-ups and fresh pictures. Whether you love discovering new places or dreaming about history, this book will grab your interest and make you love learning even more about this beautiful city. Em rất thích đọc sách. Thật may mắn khi em và các bạn được cô chủ nhiệm và nhà trường vẫn thích đọc nhiều sách. Ở trường, chúng em có thư viện với rất nhiều sách hay. Em đang lập một kế hoạch để hưởng ứng phong trào ngày hội văn hóa đọc. Đầu tiên, tìm đọc những câu chuyện hay, những quyển sách hay, mới, bổ ích để giới thiệu lại cho bạn bè và người thân. Cùng các bạn trong lớp lập một nhóm các bạn có cùng sở thích đọc sách để trao đổi chuyện sách hay và chia sẻ những cảm nhận sau khi đọc sách. Và cuối cùng, tích cực giao lưu nhóm đọc sách với các lớp khác trong trường để xây dựng câu lạc bộ đọc sách Thương Mai. Em tin rằng niềm yêu thích đọc sách sẽ giúp chúng em có những giây phút giải trí bổ ích và thêm nhiều ước mơ. Em hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều bạn nhỏ được đọc sách và yêu thích đọc sách. Bài giới thiệu của em đến đây là hết.
Em xin chúc các ban giám khảo, các thầy cô và toàn thể học sinh trường đại học Không Mai sẽ luôn mạnh khỏe, ngày càng lan tỏa tinh thần ngày hội văn hóa đọc nhiều hơn nữa. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. It brings me to the end of my presentation. Thank you for your time and wish you all